Dự án Đại Tượng lần này là một cái tác phẩm đối thoại giữa âm nhạc và video sắp đặt. Nó cũng là những cái cuộc đối thoại giữa những nghệ sĩ thị giác và nhạc công chơi đàn phương Tây. Và trong cái cuộc đối thoại này thì chúng tôi hy vọng được tìm được cái bản sắc cá nhân riêng trong một cái nền văn hóa chung. Mà cái văn hóa chung này thì là một cái sự phức hợp, tổng hợp của đa dạng các cái yếu tố, mà trong đấy nó còn tiềm ẩn những cái nhiều câu hỏi. Thêm vào với những cái băn khoăn có tính chất tổng thể thì tôi rất là thích những cái chi tiết mà nó tôi có cảm hứng với những cái chi tiết mà nó có tính chất gọi là chi tiết hơn. Tôi quan tâm đến những cái chương hồi ở trong cái tác phẩm lần này, và cái tiểu thuyết chương hồi nó là một cái tiểu thuyết mà tôi nghĩ là nó rất là đặc trưng của Hà Đông, và nó là một cái dòng thời gian cứ thế trôi đi thôi. Chúng ta không thể thấy được đâu là nhân vật chính, đâu là nhân vật phụ, mà cái chính phụ nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái người xem. Những cái chương hồi mà tôi gọi là những cái chương hồi đứt đoạn đó, nó bộc lộ những cái góc cạnh của từng cá nhân ở trong cả một cái tổng thể giữa những người nghệ sĩ chúng tôi. Và cái một phần nữa mà tôi muốn nói đến đấy là tôi quan sát chính cái tác phẩm này nó giống như là một cái cuốn tiểu thuyết chương hồi bằng hình ảnh, và tôi thì rất là hy vọng là có thể truyền tải được những cái tâm tư đó, những cái nhìn đó thông qua cái tác phẩm của chúng tôi lần này.